Aleluya, trân trọng kính chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có cái một thầy để chúng ta theo gương mỗi ngày, đó là theo dấu chân Chúa Giêsu. Và khi theo dấu chân Chúa Giêsu thì chúng ta được vui thỏa ở trong danh của Chúa Giêsu mỗi ngày. Việc học lời của Chúa, làm theo lời của Chúa, suy ngẫm lời của Chúa mỗi ngày là điều cần phải có trong mỗi một người bước theo chân Chúa Giêsu. Chương trình cuộc đời Chúa Cứu Thế cuốn 2 bài 5 công dụng của biểu tượng theo Kinh Thánh. Chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Đức Chúa Trời thông qua chương trình thần học cơ bản của ngày hôm nay. Và trước khi đến với Đức Chúa Trời, trước khi đến với bài học, chúng ta cùng nài xin quyền năng tình yêu của Chúa trên đời sống của chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, là Cha yêu dấu của chúng con ngợi khen Cha vì cớ sự ban cho của Ngài không xiết kể. Trước khi sang thế, Ngài đã lựa chọn chúng con trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài, hầu cho bày tỏ sự vinh hiển của chúng ta. Chúa ơi, chúng con biết ơn Chúa vì cớ lời của Ngài và đời sống của Chúa đã để lên lại một tấm gương cho chúng con mỗi ngày bước theo dấu chân của Chúa. Chúng con học về cuộc đời của Chúa Kitô Giêsu. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để hiểu về chính mình Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa đến và Ngài nhắc nhở chúng con, dạy dỗ chúng con, huấn luyện chúng con, bảo vệ chúng con và khiến cho chúng con những người ở gần cũng như những người ở xa hết thảy đều được đầy rẫy sự tươi mới trong lời của Đức Chúa Trời, được Chúa ban sức mới để chúng con học, chúng con áp dụng và là vinh hiển danh Chúa khắp mọi nơi. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Ngài chúc phước cho chúng con trong thời giờ này. Chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Kitô Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong bài 5 của cuốn 2 trong giáo trình thần học căn bản cuộc đời Chúa Cứu Thế, 6 cuốn dành cho người hầu việc Chúa. Và trong cuốn 2 thì chúng ta ôn tập lại một chút. Tuần việc lần trước thì chúng ta đã học bài 4, cuốn 2 là người Pharisee và Sadducee. Và chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Giêsu thì được chia làm 5 giai đoạn và Chúa Giêsu có 35 chức vụ. Đó là thời thơ ấu của Chúa Giêsu, 5 chuẩn bị của Chúa Giêsu, 5 được mến mộ của Chúa Giêsu, 5 khổ nạn của Chúa Giêsu và giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu. Và chúng ta đang ở trong cuốn 2 là nằm trong phần nói về 5 chuẩn bị của Chúa Giêsu. Trong cuốn nhất chúng ta đã giới thiệu về cuộc đời của Chúa Giêsu và thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Như vậy trong cái sự kiện về 5 chuẩn bị của Chúa Giêsu thì có 3 sự kiện chính. Thứ nhất là sự giảng dạy của Giăng Báp-tít, và thứ hai là Chúa Giêsu chịu phép báp têm, thứ ba Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Ngoài ra trong chương trình cuộc đời Chúa Cứu Thế thì chúng ta cũng được học các cách để chúng ta nghiên cứu về Kinh Thánh, như chúng ta nghiên cứu theo phương pháp quan sát. Như lần trước là chúng ta đã được học về trong cuốn 1, chúng ta được học theo phương pháp quan sát, và từng lúc từng hồi chúng ta sẽ được học về phương pháp đối chiếu, phương pháp suy luận Kinh Thánh. Và ở trong năm thứ nhất của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu ở Nazareth và là cái vùng ở vùng Galilee. Chúa Giêsu đi từ Chúa Giêsu đi từ Nazareth Ngài xuống phía Nam ở gần vùng Giu-đê, và ở đó trên cái sông Giô-đanh thì Giăng Báp-tít làm phép báp têm.
Và chúng ta Matthew kể chuyện về năm chuẩn bị trong đoạn 3 và đoạn 4 câu 12 của năm chuẩn bị. Chúng ta sẽ học những cái câu chuyện tiếp theo về những câu chuyện đầu tiên mà Matthew kể về năm chuẩn bị trong Matthew đoạn 3 câu 1 tới câu 12. Đó là Giăng Baptít rao giảng: nước Đức Chúa Trời hay nước thiên đàng đã gần. Để được vào đó thì cần phải ăn năn. Và ăn năn có nghĩa là thay đổi đối với tội lỗi. Có hai cái dấu hiệu bên ngoài của sự ăn năn, đó là phép báp têm và sự kết quả. Thì cái việc kết quả là quan trọng hơn. Và khi mà ông Giăng Baptít đó, ông ý giảng dạy ở sông Giô-đanh và làm phép báp têm ở sông Giô-đanh, thì cái khu vực đối diện với lại cái vùng Bê-rê và vùng Giu-đa thì có rất là nhiều người đến để làm phép báp têm. Thì ở trên cái bản đồ này, người ta những cái chấm chấm này, người ta phỏng đoán là có thể cái khu này là cái khu của ông Giăng Baptít làm, đã từng làm phép báp têm. Và người dân ở tại Jerusalem và các vùng phụ cận ở đây đến để làm phép báp têm, chịu phép báp têm. Và ở đây thì có cả hai cái đối tượng, đó là người Sadducee và người Pharisee cũng đến đây làm phép báp têm. Người Pharisee và người Sadducee là hai đảng tôn giáo, thì trong bài trước chúng ta đã học rất kỹ về điều đó rồi. Vì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học về các biểu tượng trong Kinh Thánh. Và ông Giăng Baptít, ông có dùng biểu tượng hay không? Biểu tượng là gì? Và tại sao lại dùng biểu tượng? Ai là người dùng biểu tượng? Thì cái áp dụng cái biểu tượng như thế nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau. Thứ nhất, chúng ta thấy ở trên này á, thì có cái hình đầu tiên chúng ta thấy có cái hình, những cái hình này là những cái biểu tượng, cái cây này, mồ mả này, rồi con rắn này, con đường này. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái phương pháp quan sát để đọc phân đoạn Kinh Thánh Matthew đoạn 3 câu 7 tới câu 12. Ở trong cuốn 1 chúng ta đã học về cái phương pháp quan sát rồi. Thì nếu như mà ai mà chưa có nhớ đó phương pháp quan sát thì chúng ta có thể quay lại, chúng ta sẽ học lại cái bài ở trong cái cuốn 1. Và trong cái video đồ ở cuốn 1 thì tôi cũng đã từng chia sẻ về điều này rồi. Mà nếu anh chị em nào đã đăng ký kênh của tôi á, thì anh chị em có thể vào kênh và anh chị em tìm cái đến cái danh sách phát là bài cuốn 1, bài 11. Nhưng mà nếu anh chị em nào mà lần đầu tiên theo dõi thì anh chị em có thể vào YouTube, anh chị em đánh là tên kênh là Pastor Nguyễn Phú Quyền. Rồi sau đó anh chị em vào đó, anh chị em vào và anh chị em sẽ thấy cái danh sách phát. Sau đó anh chị em mở cái danh sách phát của cái cuốn 1 ra, thì chương trình thần học, chương trình cuộc đời Chúa Cứu Thế, thần học căn bản. Sau đó anh chị em kéo xuống tìm đến cái bài 11. Ba nguyên tắc học Kinh Thánh căn bản. Thì ở đây anh chị em sẽ được học đó, có ở đây có lại cái phương pháp của quan sát Kinh Thánh là tìm ra cái ý nghĩa của lời. Quan sát là như thế nào, cái phương pháp quan sát ra sao, thì ở trong này
Tôi đã chia sẻ rất là kỹ ba cái nguyên tắc học kinh thánh căn bản. Anh chị em đăng ký, có thể nếu anh chị em chưa đăng ký kênh thì anh chị em có thể đăng ký kênh, để mà sau đó anh chị em ấn chuông, ấn tất cả chuông để mà có cái bài được học cái bài kinh thánh nhiều nhất, có những bài học sớm nhất. Để đấy là cái điều mà anh chị em hướng dẫn, tôi hướng dẫn để anh chị em có thể tìm được cái phần của hiểu biết được cái phần mà phương pháp, cái phương pháp nghiên cứu kinh thánh, cái phương pháp quan sát là gì. Thì bây giờ quay lại phần chúng ta cùng đọc với nhau ở đoạn 3 từ câu 7 tới câu 12 trong Ma-thi-ơ. Bởi răng thấy nhiều người dòng Pharisee và Sadduce đến chỉ phép bắp tem mình, thì bảo họ rằng: hỡi dòng dõi giám luật kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta, vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sinh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không xanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụp. Về phần ta, ta lấy nước làm phép bắp tem cho các ngươi ăn năn, xong đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài, ấy là đấng sẽ làm phép bắp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà rê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn gươm dạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Amen. Thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp quan sát để chúng ta quan sát ở trong này. Và chúng ta thấy rằng ở trong này á, thì có người Pharisee và Sadduce đến chỉ phép báp tem. Khi mà dân chúng cũng đến chỉ phép báp tem, và ông răng ông có nói những cái hỡi dòng dõi rắn lục kia, ông ấy dùng biểu tượng là dòng dõi rắn lục. Ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau, vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, kết quả xứng đáng, và đừng khoe mình rằng Abraham là tổ chúng ta, vì nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sinh ra con cái cho Abraham. Như vậy thì ở trong này có rất là nhiều biểu tượng, và biểu tượng là gì và tại sao lại sử dụng biểu tượng, thì chúng ta quay trở về giải quyết vấn đề đầu tiên để hiểu biểu tượng là gì. Biểu tượng á, có hai cái điều để giúp chúng ta định nghĩa về biểu tượng. Biểu tượng là hình ảnh vẽ bằng lời giúp dân chúng hiểu rõ ý nghĩa của bài giảng hơn. Có nghĩa là thay vì nói một cái điều gì nó khó hiểu thì nói bằng hình ảnh, nhưng mà hình ảnh ở đây là bằng lời nói. Thứ hai, biểu tượng là điều được dùng để tượng trưng hay là nói đến cho một điều khác. Có nghĩa là biểu tượng là cái điều để mà nói đến một cái điều gì đó tương đương với cái điều mình muốn nói. Đây là định nghĩa về biểu tượng. Thứ hai, và câu trả lời là, câu hỏi là ai là người dùng biểu tượng ở trong kinh thánh? Thì ở đây chúng ta có ba cái đối tượng. Thứ nhất là các tiên tri đời xưa đã dùng biểu tượng. Thứ hai là ông Giăng Báp Tít, ông dùng biểu tượng. Và các tiên tri đời xưa Giăng Báp Tít và Chúa Giêsu cũng dùng biểu tượng. Cách dùng biểu tượng mục đích duy nhất là để cho cái bài giảng dân chúng có thể hiểu được bài giảng cách dễ nhất. Và cái biểu tượng nó phải là có những cái hình ảnh thay thế tương đương. Như vậy thì vừa xong chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 từ câu 7 tới câu 12, chúng ta thấy có cái biểu tượng là cây không kết quả. Đây là ông Giăng Báp Tít ông nói. Thì ông Giăng Báp Tít ông nói với biểu tượng cây không có kết quả, có nghĩa là những cái người mà không ăn năn là không được cứu. Thứ hai,
Ông nói đến biểu tượng ngựa. Ngựa thì ông nói về cái vấn đề tương lai của người không ăn năn. Nửa này là nửa bị thiêu cháy trong lửa đó. Tương lai của những người không ăn năn thì sẽ bị lửa thiêu cháy. À, cái lửa này thì cũng có thể là lửa ở dưới hỏa ngục thiêu cháy. Những cái người mà không chịu ăn năn và đến ngày phán xét thì Chúa sẽ vứt người đó xuống hỏa ngục. Thứ ba, nói đến cái kho vượng là nhà của Đức Chúa Trời. Thì cái này nói đến tương lai của người ăn năn. Có người ông Giăng Báp-tít ông nói rằng đó, cái lúa mì Chúa sẽ cất cái lúa mì vào kho. Thì ở đây á, cái kho có thể hiểu được là nhà của Đức Chúa Trời trong tương lai. Và ông nói về lúa mì. Lúa mì là người ăn năn, có nghĩa là tín nhân đó, tín đồ của Chúa Giêsu, hay là môn đệ của Chúa Giêsu, là người bước theo Chúa Giêsu. Thì ông Giăng ông ấy nói về lúa mì, ông nói về biểu tượng nữa là rơm rạ. Rơm rạ đó nó chỉ về những người không chịu ăn năn, những người không được cứu. Nên cho nên ông Giăng Báp-tít đang nói rằng là sẽ có một đấng đến sau ta chổi hơn ta chẳng đáng xách giày cho ngài. Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng nửa tay ngài cầm nĩa mà dê thật sạch phân lúa mì, tức lúa mì vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Cho nên rơm rạ là cái người mà biểu tượng của người không ăn năn. Và ông Phaolô ông nói gì? À, ông Giăng Báp-tít khi mà thấy người Pharisee và Sadducee đến làm phép báp têm, ông nói là hỡi dòng dõi giám mục kia. Thì dòng dõi giám mục là cái biểu tượng nói về người Pharisee và Sadducee. Tại sao lại là biểu tượng của hai người này? Bởi vì đây là tượng trưng cho cái lòng ăn năn giả dối. Thứ hai, chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng biểu tượng. Cái đối tượng thứ nhất để dùng biểu tượng đó là các tiên tri đời xưa. Thứ hai là ông Giăng Báp-tít. Và thứ ba là Chúa Giêsu dùng biểu tượng. Chúa Giêsu dùng biểu tượng như thế nào? Thứ nhất, Chúa Giêsu nói đến cái chuyện là mộ, ngôi mộ trắng, hay là mồ mả tô trắng. Thì Chúa nói cái biểu tượng này giống như người Pharisee. Hỡi người Pharisee, các người tô trắng mồ mả, các người giống như là mồ mả tô trắng. Tại sao? Tại vì Chúa biết vì người Pharisee chỉ có lưu ý đến việc tẩy sạch bên ngoài khi giữ các lễ nghi tôn giáo, mà trong lòng thì mục nát. Có nghĩa là họ chỉ giữ, họ người Pharisee là những người mà giữ luật Môsê rất là chắc chắn, từng ni từng chỉ tí một, nhưng mà họ chỉ giữ theo kiểu giữ lễ thôi, họ không thực hành. Cho nên Chúa ví họ giống như là mồ mả tô trắng. Ở ngoài thì rất là đẹp đẽ, ở trong thì giống như là xương cốt đã chết rồi, mục nát rồi. Thứ hai, Chúa Giêsu có cái biểu tượng, nói đến cái biểu tượng đuốc thắp sáng. Thì biểu tượng này nói về Giăng Báp-tít. Tại sao vậy? Tại vì Giăng Báp-tít chỉ đường cho người ta đến với Chúa Giêsu. Giăng Báp-tít là tiên tri, Giăng Báp-tít là sứ giả của Đức Chúa Giêsu, và Giăng Báp-tít là người mà chỉ đường cho người ta đến với Chúa Giêsu để qua Chúa Giêsu được sự cứu rỗi. Cho nên Chúa dùng biểu tượng ngôi mộ trắng cho người Pharisee, đuốc thắp sáng cho người cho Giăng Báp-tít. Chúa sử dụng muối, các ngươi là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, để chỉ cho sứ đồ. Tại sao cho các môn đồ, cho tín đồ của ngài, những người bước đi theo ngài một cách chân thật? Tại sao Chúa lại nói là muối? Các ngươi là muối của đất, xong muối mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.
Chúa nó biểu tượng của tín đồ, nó giống như là muối, các người tin Chúa như tôi và anh chị em, có nghĩa rằng nó là cái chất kích thích làm cho đất tốt hơn, làm cho đất mặn hơn, làm cho cuộc sống này vui hơn, cuộc sống này thay đổi tươi mới luôn. Và Chúa nói rằng các ngươi là sự sáng của thế gian. Chúa ví người tín đồ giống như sự sáng. Mà nếu chúng ta mất sự sáng, hay là nếu chúng ta làm mất mặt như muối mất mặt thì chẳng có ích gì cả. Sự sáng của thế gian này, đó là người tín đồ phải là gương sáng cho những người khác bước theo. Và đây là ba cái biểu tượng Chúa Giêsu dùng. Chúa Giêsu cũng nói về cái biểu tượng về chính ngài. Chúa Giêsu chỉ về chính ngài. Thứ nhất, Chúa nói là bánh. Chúa luôn dùng bánh, ta là bánh của sự sống. Kẻ nào đói hay đến mà ăn thì Chúa Giêsu, bánh này nói về Chúa Giêsu. Và bánh này thỏa mãn những người đói. Ai đói hay đến, ai khát hay đến. Chúa Giêsu dùng nhiều biểu tượng để mà nói về chính ngài lắm. Chúa Giêsu nói là đường đi, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Đường đi, chân lý và sự sống là biểu tượng về Chúa Giêsu. Đường đi biểu tượng về Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có chép rằng Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất. Ngoài Chúa Giêsu thì không có sự cứu rỗi, không có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vì ngoài Chúa Giêsu chẳng có một cái phương pháp nào để chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu là đường đi và ngài là cái biểu tượng. Rồi Chúa Giêsu là cái cửa. Chúa Giêsu nói ta là cái cửa ở trong Giăng đoạn 10 câu 10. Nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được gặp đồng cỏ. Chúa Giêsu được ví là cái cửa bởi vì Chúa Giêsu là lối vào của sự sống đời đời duy nhất. Chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì trong đền thờ ở Jerusalem lúc bấy giờ bức màn bị xé ra từ trên xuống dưới. Có nghĩa rằng Chúa Giêsu là cái con đường duy nhất để cho con người có thể đến được với Đức Chúa Trời và đến được sự sống đời đời. Rồi Chúa Giêsu thêm một biểu tượng nữa, ngài nói ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành bị chiên mình phó sự sống cho. Chúa Giêsu là đấng chăm sóc kẻ thuộc về ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta được an ủi về điều này khi chính ngài nói về những biểu tượng về Chúa Giêsu. Đó là ngài là bánh. Chúng ta đói, chúng ta khát, chúng ta khát thuộc linh. Ngày trước thì chúng ta tìm chỗ này, tìm chỗ kia, lang thang, nhưng mà vẫn đói. Nhưng ngày, từ cái ngày chúng ta đến với Chúa Giêsu, từ cái ngày chúng ta đến với Cha Thiên Thượng, chúng ta được thỏa mãn, chúng ta không đói nữa. Cảm ơn Chúa. Ngài là đường đi, chân lý là sự sống. Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là cái cửa, là nối vào cho chúng ta vào sự sống đời đời. Chúa Giêsu là người chăn hiền lành, ngài chăm sóc kẻ thuộc về ngài. Và chúng ta thấy cái cách dùng biểu tượng ở đây của Chúa Giêsu, của Giăng Báp-tít hay của các tiên tri thì luôn luôn có hai cái, đó là dùng biểu tượng bằng những hình ảnh khác nhau với một điều, đó là những người nghe phải biết rất rõ về hình ảnh đó, hiểu rất rõ về hình ảnh đó. Người ta biết rất rõ về cái mồ mả tô trắng, cho nên Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh mồ mả tô trắng. Mà ai cũng biết rất là rõ về hình mồ mả tô trắng, ở ngoài thì đẹp đẽ, ở trong thì xương cốt đã mục rỗng rồi. Và Chúa Giêsu ví người Pharisee giống như là mồ mả tô trắng thì ai cũng biết, ai cũng hiểu. Thứ hai, và cái biểu tượng nó để giống cái điều muốn nói. Chúa nói là các ngươi là muối của đất, muối thì ai cũng biết, biết đất rồi. Và biểu tượng của người Cơ Đốc nhân
mà số ít, nhưng phải thay đổi và là chất xúc tác để thay đổi thế giới này, thay đổi đất ở trên đất này. Đây là hai cái điều, và chúng ta thấy được những cái ví dụ về cái biểu tượng. Cái biểu tượng á, chúng ta nhớ rằng cái biểu tượng khi đưa ra cho người ta thì nó phải là cái người nghe phải hiểu rất rõ về biểu tượng đó. Thứ hai là nó phải tương đương với cái điều mình muốn nói. Ví dụ như biểu tượng về Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng ta thấy nó là chim ưng. Chim ưng nó bay rất là cao, rất là mạnh và rất là mạnh mẽ, cất cánh bay cao như chim ưng. Thì ở đây chúng ta hiểu ngay lập tức. Rồi Cơ Đốc giáo có cái biểu tượng là thập tự giá. Thập tự giá là biểu tượng của Cơ Đốc giáo. Nó nhìn thập tự giá là người ta thấy Cơ Đốc giáo. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu đã từng chết trên thập tự giá, và bởi sự chết của thập tự giá của Chúa Giêsu ở trên thập tự giá thì mới sản sinh ra Cơ Đốc giáo. Có nghĩa là gì? Thập tự giá, sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là linh hồn của Cơ Đốc giáo, và sự Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết là sản sinh ra Cơ Đốc giáo. Rồi chim bồ câu là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh rất là chim bồ câu rất là đẹp, và chim bồ câu rất là đơn sơ. Chim bồ câu đưa tin thì mình thấy rằng Chúa Thánh Linh là đấng mà đưa tin tức của chúng ta, sự cầu nguyện của chúng ta đến trực tiếp với Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy biểu tượng ai cũng biết, nón nông thì người da đỏ có cái nón nông và khi mà nói về người da đỏ đó thì người ta luôn luôn nghĩ về cái nón nông, hay là con vẹt là cái biểu tượng người ta dùng để cho chỉ về những người cứ nói mãi mà không hiểu điều mình nói. Khi mà cái con vẹt đó đến nhà ai chơi mà có con vẹt đó thì nó cứ nói có khách có khách có khách có khách có khách, mà nó nói nó chả hiểu cái điều nó nói, thì cái người con vẹt này được ví là cái biểu tượng giống như cái người mà nói nhiều mà không hiểu mình nói cái gì ấy. Rồi con kiến có là biểu tượng cho cái người công nhân. Con kiến là người mà cái là cái con vật mà rất là cần cù chịu khó, nó là cái con vật đi kiếm ăn cần mẫn, thì cái người công nhân cũng giống như vậy. Rồi nó nói là nó có là cái biểu tượng cho Việt Nam. Khi mà mang cái nón lá ra ngoài thế giới thì người ta biết nón lá hay áo dài ấy, là của Việt Nam, là nói đến cái đất nước Việt Nam. Hay là con trẻ là biểu tượng trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14 ạ. Nói đến con trẻ là nói đến biểu tượng của tín đồ yếu đức tin hay bị dỗ dành theo đạo lạc. Có nghĩa là cái người mà ai mà nói về đạo lý nghe nó bùi tai cái là ngày mai nó có khi bỏ Chúa, bỏ đức niềm tin đức Chúa Trời vào ngồi, quay sang đi theo mấy cái đạo lạc đó. Đây là con trẻ ở trong Chúa. Con trẻ thì không bao giờ có thể lớn được. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dao động và rời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Đấy là trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14 có nói về điều này. Thì đây là một biểu tượng nữa ở trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 22. Khi mà nói từ trái đó thì đó là biểu tượng của điều Đức Thánh Linh đem lại. Nhưng trái của tình yêu thương ấy là lòng yêu. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thì như vậy là chúng ta thấy cái trái này của Thánh Linh này, thì ta thấy là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ, mềm mại là những cái trái của Thánh Linh. Có nghĩa là cái biểu tượng này phải là rất là gần gũi, ai cũng có thể hiểu được.
và biểu tượng nó phải tương đương với cái vật mà muốn nói đến. Rồi, trong bài trước chúng ta học về người Sadducee và Pharisee. Nhưng mà trong bài này chúng ta thấy cái người Pharisee và Sadducee khi mà ông Giăng Báp-tít ông làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh thì hai cái người này cũng muốn chạy đến làm phép báp-têm. Nhưng họ không phải làm phép báp-têm để ăn năn để có cái kết quả. Nhưng mà vì muốn, chỉ vì muốn người khác thấy mình thiêng liêng. Có nghĩa là gì? Thấy như vậy á, thấy người khác làm như vậy mình cũng làm như vậy, để tỏ cho mình là thiêng liêng. Cho nên thưa anh chị em, điều này rất là nguy hiểm. Người Pharisee và Sadducee họ làm những cái điều này rất là kinh khủng, rất là nguy hiểm. Người ta làm mọi sự là để cho mối quan hệ của người đó với Đức Chúa Trời được gần gũi hơn, được yêu mến Chúa nhiều hơn. Và kết quả cái sự ăn năn, cái sự ăn năn phải có cái quả của sự ăn năn, đó là thay đổi 180 độ, thay đổi thái độ 180 độ. Như là bây giờ đang phạm tội thì quyết định không phạm tội nữa. Nhưng mà hai cái đạo Pharisee và Sadducee, có những cái người trong cái đảng này á, họ đến họ cũng xin làm phép báp-têm, nhưng mà họ làm phép báp-têm chỉ vì muốn cho người khác thấy mình thiêng liêng. Cho nên ông Giăng Báp-tít ông mới nói rằng hỡi dòng dõi rắn đục rắn lục kia. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai của hai người này chúng ta cần nhớ thêm, đó là họ rất hãnh diện về thân thể mình, nhất là sự kiện họ là con cháu Abraham. Bởi vì dân Israel là do tổ phụ là Abraham sinh ra, và họ rất là hãnh diện điều này. Vì vậy, nếu mà họ không ăn năn thật đó, thì tương lai của họ sẽ bị ném vào lửa. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 9 câu 10 có nói về điều này. Và đừng tự khoe mình rằng đây là lời của ông Giăng Báp-tít đang nói đấy. Ông Giăng Báp-tít đang nói rằng là hỡi dòng dõi rắn lục kia, phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe mình rằng Abraham là tổ chúng ta, vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sinh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không xanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụp. Ông Giăng Báp-tít ông nói rất nặng về điều này. Ông nói rằng là đừng có tự khoe về cái dòng dõi của mình, nhưng phải ăn năn và kết quả xứng đáng với sự ăn năn, bởi vì Đức Chúa Trời có thể khiến đá xanh con cái cho Abraham được. Và bây giờ thì cái búa đã để cần gần rễ cây rồi, có nghĩa rằng là đã chuẩn bị chặt rồi, cái kết quả cái việc mà Chúa tỉa sửa đã phải bắt đầu rồi. Vậy cái nào không xanh trái tốt thì phải đốn và chụp. Đấy là người Pharisee và Sadducee. Và bây giờ ở trong này chúng ta học về người Pharisee, chúng ta học biết thêm thôi. Thứ nhất, người Pharisee đó thì họ có cái đời sống không kết quả. Mặc dù họ là những cái người mà theo đạo, giữ đạo Môi-se rất là rõ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 2 tới câu 3 có nói như vậy: các thầy thông giáo và người Pharisee đều ngồi trên ngôi của Môi-se, vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Đây là điều Chúa Giê-xu nói. Chính Chúa Giê-xu nói. Chúa Giê-xu nói người các thầy thông giáo và người Pharisee là đều ngồi trên ngôi của Môi-se, có nghĩa là đều là ở tiên tri, là người lãnh đạo hết. Vậy hãy làm theo và giữ theo điều họ đã bảo các ngươi, nhưng mà đừng có bắt chước việc làm của họ, có nghĩa họ nói mà họ chẳng làm, cho nên họ có cái đời sống không kết quả. Đấy là cái điều lưu ý thứ nhất về họ. Điều thứ hai, dưới con mắt của người Pharisee, sự bày tỏ bên ngoài là quan trọng nhất, có nghĩa là họ làm việc
cốt để người ta biết cái việc của mình làm thôi. Như thế nào họ làm từ thiện thì là phải rêu rao ra cho người khác biết mình làm từ thiện. Hay là họ kiêng ăn thì họ rêu rao ra cho người khác biết, à tôi kiêng ăn đây, tôi kiêng ăn đây. Nhưng mà cái cách đó là cái cách chết người. Chúa Giêsu đã nói họ đó là mồ mả tô trắng là như vậy. Cho nên trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 5 có nói như thế này: họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài ra cho rộng, xủ cái tua áo cho rộng. Có nghĩa là họ luôn luôn bày tỏ cái vấn đề ở bên ngoài thôi, quan tâm đến cái vấn đề hình thức thôi, nhưng tấm lòng thì không có gì. Tôi đây xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em và quý ông bà, anh chị em đừng có quan tâm quá nhiều về vấn đề hình thức. Hình thức là quan trọng, nhưng mà quan tâm đến cái mức độ mà quên cả vấn đề bên trong á, thân thể mình quý trọng hơn quần áo. Chúa nói rất là rõ rồi, sự sống quý trọng hơn đồ ăn. Bây giờ mình quan trọng cái đồ ăn, cái quần áo quá hơn cái thân thể hay là cái sự sống của mình á, thì cái đó là sai lầm chết người. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta không giống như người Pharisee. Chúng ta phải có đời sống kết quả cho Chúa, và chúng ta phải có cái con mắt nhìn quân bằng, bên trong quan trọng hơn bên ngoài. Tất nhiên bên ngoài cũng cần phải tốt, nhưng mà bên trong cũng là tốt, tốt hơn. Rồi, chúng ta thêm một ý chúng ta học bài hôm nay. Đó là một người thuộc về Đức Chúa Trời thì nhớ sự ăn năn thật lòng. Đó là người đó phải ăn năn, người đó phải quay trở lại 180 độ, và người đó quyết định từ bỏ tội lỗi của mình, ăn năn đi theo Chúa Giêsu. Và cái điều thứ hai quan trọng để chúng ta được vào nước Đức Chúa Trời, đó là kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Thưa anh chị em, hai điều này rất là quan trọng. Sự ăn năn thật lòng và kết quả xứng đáng với sự ăn năn là điều cảm ơn Chúa rất là cần thiết để khẳng định chúng ta là một công dân thiên quốc. Một điều nữa chúng ta học là chức vụ của tiên tri của Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít thì chúng ta thấy là ông được kêu gọi từ nhỏ, khi mà bố của ông sinh ông ra, hay là chưa sinh ông ra thì đã tương lai của Giăng Báp-tít đã được tiên báo là nhà tiên tri rồi. À, ở trong Luca một câu 76 có nói: hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao, con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường ngài. Luca đoạn 1 câu 78. Cảm ơn Chúa. Hỡi con trẻ ở đây lúc này là Giăng Báp-tít đang còn nhỏ, mới sinh ra, nhưng mà đã được tiên tri là người ta sẽ kêu con là tiên tri. Có nghĩa là chức vụ của ông Giăng Báp-tít đã là tiên tri, đã định là tiên tri rồi, và là người dọn đường cho sự đến của Chúa Giêsu. Giăng Báp-tít là nhà tiên tri đi trước mở đường cho chức vụ của Chúa Giêsu lần thứ nhất. Thì ngày nay Cơ Đốc nhân, đây là đức tin của tôi, Cơ Đốc nhân thật là những người dọn đường cho sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu. Amen. Là nhà tiên tri thì chúng ta cần phải bày tỏ cái công tác Chúa ban phước cho chúng ta. Công tác của tất cả các tiên tri hay là công việc của tất cả các tiên tri là nói tiên tri. Và khi nói tiên tri đó thì trong sách Kinh Thánh ở Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 3 có khẳng định điều này: vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời rằng. Đây là điều của Chúa Giêsu nói. Tất cả các đấng tiên tri và luật và sách luật đã nói trước, có nghĩa là họ nói trước tiên tri rồi, nói cho đến đời của Giăng Báp-tít rồi, và nói về Chúa Giêsu cho đến đời của Giăng Báp-tít rồi. Cảm ơn Chúa. Các tiên tri họ nói, họ loan tin mừng. Các tiên tri thì dùng biểu tượng để nói, và nói tiên tri với mục đích là để dân chúng dễ hiểu với sứ điệp của mình lao động. Có nghĩa là mục đích của họ dùng biểu tượng đó để cho dân chúng dễ hiểu. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta thấy, thứ nhất là chúng ta thấy
chúng ta vẫn đang ở trong cái câu chuyện của Giăng Bát Tít làm phép bát tem và giao giảng lời Chúa ở sông Giô-đanh. Và có cái sự kiện xảy ra, đó là người Pha-ra-si và Sa-đu-xê đến, dân sự của Ngài cũng đến. Được rồi, ông Giăng Bát Tít ông ấy nói những cái biểu tượng ở trong đó. Và chúng ta hiểu được cái gì? Thứ nhất, biểu tượng á là hình ảnh vẽ bằng lời giúp dân chúng hiểu rõ ý nghĩa của bài giảng hơn. Thứ hai, biểu tượng là cái điều dùng để tượng trưng hay nói đến cho một điều khác, nó tương đương nhau. Chúng ta thấy ai là người dùng biểu tượng? Ít nhất có ba đối tượng dùng biểu tượng trong Kinh Thánh. Thứ nhất, các tiên tri đời xưa. Thứ hai, Giăng Bát Tít. Và thứ ba là Chúa Giêsu biểu tượng. Thế Chúa Giêsu biểu tượng có những cái ngôi mộ trắng, nói về ngôi mộ trắng, so sánh với người Pha-ra-si đuốc sáng, so sánh với Giăng Bát Tít muối, so sánh với các tín đồ. Còn chính Chúa Giêsu cũng có cái biểu tượng về Ngài. Bánh là biểu tượng cho Chúa Giêsu thỏa mãn những cơn đói của những người khác. Đường đi là biểu tượng Chúa Giêsu về Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời. Cái cửa, Chúa Giêsu là lối vào của sự sống đời đời. Người chăn hiền lành, Chúa Giêsu là kẻ chăm sóc, người chăm sóc những kẻ thuộc về Ngài. Và cách dùng biểu tượng thì luôn luôn phải có, phải lưu ý. Thứ nhất là những biểu tượng bằng hình ảnh phải khiến cho người ta biết rất rõ về cái biểu tượng đó, nếu không á người ta sẽ nói lại. Thứ hai là biểu tượng phải giống như cái điều mình muốn nói đến. Ví dụ ở đây có vài cái biểu tượng như là chim ưng Mỹ thì so với Hoa Kỳ, thập tự giá so với Cơ Đốc giáo, chim bồ câu nói về Đức Thánh Linh, lón nông nói về người da đỏ, con vẹt nói về người nói nhiều không hiểu biết, con kiến nói về người công nhân, nó ná nói về Việt Nam, và con trẻ nói về những người đức tin yếu đuối, đức tin hay đi theo sự sai trái, và trái nói về những điều Đức Thánh Linh mang lại. Chúng ta học thêm về người Sa-đu-xê và Pha-ra-si. Thì hai cái người này họ cũng muốn làm phép bát tem, nhưng mà không phải chỉ ăn năn, nhưng mà mục đích để cho người khác thấy mình thiêng liêng hơn. Thứ hai là họ rất là hãnh diện về cái sự kiện họ là con cháu của Abraham. À, tuy vậy thì ông Giăng ông nói phải ăn năn thật, chứ không phải chỉ là hình thức. Còn học thêm về người Pha-ra-si có hai điều. Thứ nhất, họ có đời sống không kết quả. Họ nói nhưng mà họ không làm. Thứ hai, họ chỉ quan tâm bên ngoài, không quan tâm bên trong. Và một người thuộc về Đức Chúa Trời phải là người có lòng ăn năn thật, phải là người có kết quả xứng đáng với sự ăn năn đó. Chức vụ tiên tri và chức vụ của Giăng Bát Tít là tiên tri thì đều với mục đích là nói về Đức Chúa Trời. Giăng Bát Tít là nhà tiên tri đi trước mở đường cho Chúa. Giăng Bát Tít cũng là nhà tiên tri và đã được dự đoán từ bé trong tương lai sẽ nên là nhà tiên tri. Công tác của các tiên tri là nói tiên tri, và nói tiên tri thì họ dùng cái biểu tượng để họ nói. Phải biểu tượng là những cái hình ảnh khiến cho dân chúng dễ hiểu với cái sứ điệp của mình giao giảng. Thì đây là toàn bộ về cái bài 5, công vụ của biểu tượng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài vì lời của Ngài cho chúng con hôm nay thật tuyệt vời. Xin thần của Ngài cơ cùng với chúng con ban phước trên hết tại anh, ông bà, anh chị em của chúng con. Nguyện thần của Ngài ban phước cho đời sống của chúng con.
cho chúng con hiểu về lời của Ngài, được kinh nghiệm mối tương đồng ngọt ngào với Chúa. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chân thành cảm ơn quý ông bà, cô bác, anh chị em đã theo dõi cái học lời của Chúa qua cái giáo trình phần học căn bản cuộc đời Chúa Cứu Thế. Và những ai mà chưa có đăng ký cái kênh của Quyền thì vui lòng đăng ký để chúng ta sẽ học được nhiều hơn, vì các bài học sẽ liên đới với nhau. Những ai mà muốn lấy cái tài liệu á thì chúng ta có thể liên kết vào cái phần đường link, và chúng ta liên kết với Google Drive, chúng ta next vào đó và chúng ta có thể sử dụng. Xin Chúa ban phước lại cho anh chị em. Và khi mà anh chị em, quý ông bà anh chị em sử dụng cái này, cũng như là anh quý anh chị em sử dụng những cái slide do tôi viết ra, thì đây là những cái miễn phí anh chị em có thể giúp cho những người khác hiểu, với một cái điều kiện nho nhỏ thôi, đó là anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Hãy chúng ta nhớ tới nhau trong cái sự cầu thay. Và tình yêu thương là sự dây liên lạc của sự chọn lành. Anh chị em cầu nguyện cho tôi, anh chị em giúp đỡ và truyền bá để cho nhiều người biết về lời của Đức Chúa Trời, yêu mến Chúa càng hơn, phục vụ Chúa càng hơn. Đây là cái phần thưởng rất lớn đối với tình yêu của tôi dành lại cho anh chị em và dành lại cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Nguyện thần của Chúa ban phước cho anh chị em. Anh chị em nhớ tiếp tục theo dõi, là tiếp tục ủng hộ. Xin Chúa ban phước lại cho anh chị em. Lần sau chúng ta sẽ học bài 6 là bài Chúa Giêsu chịu phép bắt tem. Chúa Giêsu chịu phép bắt tem thì có điều gì, có những cái vấn đề gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng học với nhau trong bài tới. Xin Chúa ban phước lại cho quý vị. Xin chào.